Xin chào các bạn. Thì hôm nay Hoàng làm cái review cho cây HP 605. Thì làm bây giờ mới làm cây này thì cũng khá là muộn, bởi vì thực sự là 2-3 năm trước thì Hoàng đã bán cái cây đàn này, là những cái đàn đã qua sử dụng ha. 2-3 năm trước Hoàng đã bán rồi. Tuy nhiên là cái thời điểm đó, nó diễn nhanh quá, đàn về rồi cũng bán nhanh á. Thành ra mình không có cái sản phẩm để demo để mà review cho các bạn. Rồi hôm nay có thì Hoàng tranh thủ Hoàng làm một clip review cho các bạn biết được cái cây HP 605 này ha. Thì cái năm sản xuất của nó là phạm vi là năm 2016 nha các bạn. Cái series 600 này này nó gồm có 601, 603 và 605 là cao nhất. Rồi trên cái 605 á thì nó không có cái nào cao hơn, mà nó chuyển qua cái dòng khác, đó là dòng LX của hãng Roland. Đó. Vậy cái cây này nó có những cái gì đặc biệt? Cây này nó có những cái là nó kết nối Bluetooth này, MIDI, rồi kết nối Bluetooth audio. Đó, lát Hoàng chỉ cho các bạn kết nối Bluetooth audio ha. Kết nối audio là gì? Là các bạn biến nó trở thành một cái loa để cho các bạn nghe nhạc. Các bạn hình dung vậy cho nó dễ. Vậy cái nó có cần không? Có khi cần khi không? Bởi vì bây giờ là ai cũng có thể mở cái điện thoại lên nó phát cũng to rồi. Thứ hai nữa là có thể phát bằng cái loa Bluetooth. Giờ ai cũng có cái đó hết ha. Nếu mà không có thì dùng tới cái này ha. Rồi đó là cái tính năng theo Hoàng là bình thường thôi, cũng không thực sự có quan trọng. Mà Hoàng mà chọn một cái đàn thì Hoàng quan trọng nhất là cái gì? Cái tính bền bỉ của nó, cái tiếng của nó có hay không, cái phím của nó có diễn tả được cái mình muốn đánh đàn hay không. Đó mới là cái thứ quan trọng. Thì đương nhiên HP 605 nó là phân khúc cao nhất của cái series 600 rồi, thì nó cũng sẽ có những cái đặc điểm rất là nổi bật so với những cái model dòng thấp hơn ha. Rồi bây giờ Hoàng sẽ sơ lược về nó. Đó, các bạn thấy không? Roland HP 605. Cây này form dáng họ làm cao ghê á. Kế bên mình á là cây CLP 675 của hãng Yamaha. Đó, thì cây 675, xin lỗi, cây 605 này nè, của Roland này nè, cao cũng gần xem thua một tí so với lại cái cây này. Tức là cái form dáng này là khá cao đó nha các bạn. Thì về cái đặc trưng màu á, Hoàng cũng sẵn hai cái cây này nó nằm đây Hoàng nói luôn. Cái cây này là mẫu màu A, nhưng mà không biết nó viết tắt của cái từ gì. Nhưng cái màu này với lại cái màu WA này khá giống nhau nha. Bên này họ làm cái dạng vân hơi gỗ, còn cái dạng này đó các bạn, giống mũi tiêu á. Mỗi cái nó có một cái kiểu khác nhau, một cái đẹp riêng khác nhau. Rồi cái cây này nó có một cái tính năng cũng hơi lạ chút, đó là khi mở lên á là nó tự động nó từ non ha. Khi đóng là tự động nó tắt. Đó. Rồi Hoàng mở lại nè. Đó, nó tự động nó mở đàn lên luôn. Thấy chưa? Rồi khi Hoàng đóng nắp lại thì nó cũng tự động nó tắt đàn cho mình luôn. Thế. Rồi để Hoàng quay cận cảnh cái phần táp lô và phần bàn phím. Thì cây này cụ thể là HP 605 có chữ GP, là viết tắt của Grand Piano nha các bạn nha. Thì thường những cây GP sản xuất riêng đặc biệt cho cái thị trường nội địa của bên Nhật thôi. Thành ra là nó luôn luôn là cái tiếng Nhật. Nào giờ hiếm thấy cái nào mà tiếng Anh lắm. Thì đây tiếng Nhật hay là giờ tiếng Anh gì cũng rất là đơn giản, nhìn vô biết làm liền luôn. Chẳng hạn như thế này là biết là volume to nhỏ rồi, cộng trừ ha, cộng trừ ra. Còn cái phần này là phần tone, là phần tiếng này. Cái này có 1 2 3 4 5 ngăn. 5 cái ngăn này toàn là tiếng piano không nha các bạn. Cộng trừ lên cũng piano không à. Rồi, qua cái ngăn này mới là những cái tiếng khác. Tiếng string nè, những cái tiếng khác. Đó, rồi. Rồi tiếp theo là cái phần màn hình. Tiếp theo là phần màn hình và vậy qua các phím chức năng cũng đơn giản lắm, xài cái này rất là đơn giản nha các bạn nha, rất là đơn giản. Cây này á là cái cây GP, thành ra là nó toàn là tiếng piano thôi, cái ngăn nào của nó cũng toàn là tiếng piano thôi. Mà cái tiếng piano nó có thay đổi, nó khác nhau chút chút á, để
tùy các môi trường mà mình sử dụng khác nhau. Còn bình thường á, thì cái người mở đàn lên tập á, thì cũng chỉ sử dụng cái tiếng piano thuần dụng nhất là cái tiếng mà đầu tiên mà mở lên là nó đã có rồi đó. Đó, thành ra là Hoàng cũng chỉ chăm chú vào cái tiếng đó thôi. Hoàng cũng đánh thử một cái bài quen quen để cho các bạn thưởng thức được cái tiếng đàn của cây này nha. Tiếng piano của nó rất là hay, cũng như là lên cái giá. À, cái giá bán mới của cây này á, là cái năm đó nó bán khoảng độ 60 triệu, như 65 triệu hay 60 triệu gì đó. Thành ra là ở cái mức giá này là cái cây đàn nó thuộc hạng cao cấp rồi cho các bạn. Thì bây giờ nếu mà giá cũ thì nó loanh quanh trên 30 triệu một chút. Đó, thì tính ra là bằng con có nửa giá đây. Khi nửa giá là mình được cái cây đàn đẹp như vậy này. À, có cái tiếng hay và có bàn phím hay như vậy thì Hoàng thấy rất là hợp lý rồi. 30 triệu nếu mà mình mua một cái đàn mới thì mình chỉ được IDP của Yamaha hoặc là RP thôi, thì so với cái này thì nó xa lắm, nó không thể nào bằng được. Cây đàn có một cái tính năng, đó là tính năng kết nối với điện thoại qua Bluetooth. Mà Bluetooth thì nó có hai loại là kết nối audio và kết nối MIDI nha các bạn. Nếu mà các bạn muốn nghe nhạc thì kết nối Bluetooth với audio. Rồi bây giờ Hoàng mới kết nối thử cho các bạn xem. Đầu tiên các bạn á, nhấn hai cái phím này này cùng một lúc, sao nó sáng cùng một lúc. Rồi các bạn xem này, đây là nó đang ở function trang 1 trên trang 13. Bây giờ di chuyển bằng cách này lên cái trang số 4 thì ta có Bluetooth audio. Rồi các bạn thấy nó có cái chữ này này, ở bên này nó có cái chữ này, rất là đơn giản mình làm. Rồi nhấn vào nó, nhấn vào nó một cái thì nó vô tới đây. Bây giờ nó sẽ ghi, nó đang ghi là nó not connect nè ha. Rồi thêm, nhấn thêm một cái nữa là start bắt đầu connect. Thì ở trên cái màn hình của điện thoại chúng ta sẽ nhấn vào cái phần audio, thấy chưa, nó hiện lên là đã kết nối, thì hiện lên đây là complete rồi, kết nối được rồi. Thế bây giờ Hoàng mới mở thử một cái YouTube. Đó, bây giờ là mình đã nghe YouTube bằng cái đàn. Đó. Đó, rồi. Thì cái này là nó có một cái lợi, là nó có một cái Bluetooth audio thì biến cái đàn trở thành cái loa. Về cái hướng dẫn về cái sử dụng cái Bluetooth MIDI này thì Hoàng hướng dẫn khá là nhiều clip rồi ha. Các bạn cứ quay trở lại cái clip RP102 các bạn xem cách kết nối thì nó cũng giống nhau thôi. Rồi. À, về đặc điểm của cái cây này thì Hoàng cũng chỉ nêu lên một vài thứ chung chung như vậy thôi. À, các bạn có thời giờ các bạn cứ qua trải nghiệm. Bởi vì Hoàng theo Hoàng thấy dòng series 600 nè. À, trước đó là dòng series 500, 300 thì đến bây giờ Hoàng vẫn thấy là những cái cây đó cũng đàn cũng vẫn rất là tốt. À, thậm chí chưa chắc là Hoàng đã thích dòng 600 bằng 500 hay là 300 đâu nha. À, thành ra đó, là Hoàng thấy cái hãng ấy, Hoàng chỉ nêu đặc trưng chung thôi của cái hãng Roland. Họ được cái gì? Họ được một cái lớn nhất, đó là họ tạo ra một cái bàn phím đàn rất là thích. À, cái phím phản hồi đúng cái lực mà mình mong muốn đàn ở cái to cỡ đó thì cái đàn nó đáp ứng to đúng cái cỡ đó cho mình. Thì những cái hãng khác cũng làm, nhưng mà theo Hoàng nhận định á,
là hãng Roland họ làm được gần như là tốt nhất. Nên là cái được nhất là của hãng Roland đó là cái bàn phím. Đương nhiên tiếng họ cũng làm rất là hay. Đó. Thì Yamaha cũng thế, làm rất là hay, Kawai làm rất là hay. Đó. Thì mỗi người mỗi một khẩu vị thôi. Đó. Thì Hoàng sẽ review thêm cho các bạn về cái dòng của dòng 600 này. Hoàng cũng sẽ làm cho các bạn là 601 là 603, đây là cái 605 ha. Thì trước đó là dòng 5 á, thì nó có 5 chẵn và 5 lẻ. 5 chẵn á là 504, 506 và 508. 508 Hoàng làm rồi, Hoàng sẽ làm cho các bạn 504, 506 ha. Rồi 50 là có 503, 505 và 507. Hoàng làm chưa nhỉ? Hoàng làm được 503 rồi. Thế là khi nào Hoàng có cây đàn 505, 507 Hoàng review luôn cho các bạn xem một lượt luôn ha. Rồi, tự chung lại là Hoàng rất là khen về cái bàn phím của cái cây của cái dòng HP Roland. Đó. Thành ra là các bạn nào có nhu cầu thì các bạn cứ đến thử, cứ đến trải nghiệm. Dòng 5 cũng được, dòng 3 cũng được, thậm chí dòng 2 nó cũng vẫn còn ngon nha các bạn. Cây HP 205 Hoàng đàn giờ hiện thời bán giá cũ của nó khoảng độ 17-18 triệu thôi. Nhưng mà nếu mà mua mới, xin lỗi, nếu mà mình dùng 18 triệu để mình mua cái RP102 thì đàn không có cửa nào lại với cái cây HP 205 đó đâu. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi cái kênh của Hoàng. Nếu các bạn thấy hữu ích thì các bạn vui lòng bấm subscribe và share để cho nhiều người biết hơn cái kênh của Hoàng nha. Cảm ơn các bạn.